thì các bạn cũng thấy nhu cầu của người thì nó rất là nhiều, nhưng mà để mà chọn cái cơ sở nào đã từng có kinh nghiệm về thi công về về nó thì rõ ràng là một sự chọn lựa, nó phải mang tính chất thẩm mỹ và phải có kinh nghiệm nó để nó tránh những cái sơ suất và rủi ro xảy ra. Đấy thì Hiếu muốn giới thiệu đó, cái là cái tủ lạnh để dành cho xe mình. Nó không đơn thuần là khi mà chúng ta lấy cái tủ lạnh này không, rồi chúng ta để ở cái vị trí ở cấp sau, chúng ta gắm điện vô như vậy là cái tủ lạnh. Thì rõ ràng về nguyên lý sử dụng thì nó là vẫn là sử dụng được, nhưng mà độ thẩm mỹ nó không có, trong khi cái xe chúng ta quá đẹp và chúng ta cần phải thiết kế làm sao mà để tận dụng cái không gian trên cái xe nó là phải tối ưu nhất, để nó đừng có thừa những cái chỗ rồi chiếm những cái không gian của chúng ta ha. Cho nên là chúng ta phải thiết kế như thế nào để nó nằm ở cái vị trí nào nó gọn ghẽ nhất và cái vị trí mà nó phù hợp nhất á. Đối với những cái xe MPV thân lớn á, thì nó nằm ở giữa cái ghế tài xế phụ xế, nó chỗ con ngựa đó, nó thay cái con ngựa ha, chỗ thay gác tay luôn đó. Chúng ta có thể là gác tay vào vị trí này, đây nó có cốc ly nè đó, chúng ta mở ra ra cái tủ lạnh này thì nó lạnh là nó đông đá được luôn nha các bạn. Rồi này thì chúng ta có thể chứa được nè nước nè, rồi thức ăn hay là rượu gì để mà chứa vô này, nó rất là tiện ích cho chúng ta đó. Rồi xung quanh cái những cái chi tiết bên này chúng ta có thể là ốp gỗ, mà chúng ta có thể bọc da nó để cho nó nhìn nó đẹp hơn, nó lung linh hơn ha. Còn khách hàng nào mà muốn sử dụng di động, cái tủ này không muốn để chết mà muốn di động thì chỉ có để ở cái cốp sau thôi ha. Cốp sau rồi chúng ta có cái xóc dây, chúng ta cần sử dụng thì chúng ta cắm cái xóc dây điện vô chúng ta sử dụng, còn còn chúng ta muốn di chuyển ở cái vị trí khác thì chúng ta lại tháo cái xóc dây chúng ta đi ra. Nhưng mà nên lưu ý giùm chị Hiếu là tất cả những cái chi tiết của độ cho xe thì nó dùng cái nguồn của nó là 12V đấy, còn khi mà đúng vô nhà là 220. Lấy cái này mà cắm vô cái kia là cái tủ mình nó bốc khói liền ngay nha các bạn, lưu ý nha. Rồi đây là bộ công tắc ha. Có nhiều khách hàng bây giờ cái xe của họ nó có ghế tài xế phụ xế, nó có đủ điện, nó có chỉnh điện rồi, nhưng mà cái bộ công tắc đó nó không đẹp đó, nó không thẩm mỹ. Hoặc là khách hàng muốn lắp thêm bộ massage mà không muốn gắn thêm công tắc rườm rà, khách hàng muốn thay đổi những cái bộ công tắc zin của nó thành bộ công tắc Mercedes đó, thì chúng ta có thể là có phụ kiện mà đầy đủ, Bika có đầy đủ phụ kiện, mình thay thế cho khách hàng bằng cụm công tắc Mercedes thì có cổng USB sạc, nó có mát ghế, sưởi ghế, nó có massage, rồi chỉnh điện 8 hướng luôn đó. Vừa tới lui ngã lưng gác chân gì nó tập hợp trong bộ công tắc này hết các bạn nha. Rồi rất là tiện ích đó. Rồi công tắc phụ đó, nói tới công tắc thì Hiểu nói luôn, đây là công tắc phụ dành cho lắp ở một cái ghế ghế bên phụ á, để dành cho cái người tài xế hoặc người ngồi bên tài chỉnh giùm cho cái người ngồi bên phụ đó. Ví dụ bên người bên phụ á là trẻ em hoặc là người già hay hoặc phụ nữ họ mới lên xe đó, họ không biết sử dụng thì người bên này chúng ta có thể chỉnh giùm bên kia tới lui hay là ngã lưng, bằng cách đó là chúng ta ngồi bên này chúng ta chỉ cần bấm về thôi thì nó di chuyển tới lui, nó đặt ở những cái vị trí cái vách cái bên cái vai này nha bạn, đặt bên cái vai này đó chúng ta sử dụng. Đấy đấy là bộ công tắc phụ dành cho nó. Rồi trên những cái chi tiết của nó, vô lăng ha, vô lăng ốp gỗ bọc da thì chúng ta lấy cái vô lăng zin của nó ra, chúng ta bọc da hoặc là ốp gỗ chi tiết da. Đây là có một cái mẫu đi ha, tùy theo cái vô lăng mà chúng ta tư vấn tương thích. Ví dụ cái này Sonata thì chỗ này chúng ta ốp gỗ nè, ốp vân gỗ, nhúng vân gỗ nè, còn lại thì chúng ta mai da ha, chúng ta mai chúng ta khâu nè, khâu những cái chi tiết vô lăng. Còn cái màu gỗ, cái vân gỗ thì ở đây mình có sẵn tới mấy chục cái màu vân gỗ để cho khách hàng chọn, thì chúng ta tư vấn cho những cái chi tiết nào trên xe để có thể là ốp gỗ lại. Thì thứ nhất á, là những cái chi tiết mà chỗ công tắc kính của bốn cái tắp bi cửa, nó có những cái chỗ mà công tắc kính đó bạn và những cái chi tiết ở trên cái tắp bi đó nếu có. Cái thứ hai nữa là cái mặt tắp lô ha, cái tắp lô có những chi tiết ngang hoặc là cái cửa gió của tắp lô. Cái thứ ba nữa là trên cái trần,
gồm có những cái tay nắm trên trần, hoặc những cái cửa gió trên trần, hoặc những là cái khung đèn ở trên trần ha, thì chúng ta có thể là tư vấn những cái chi tiết đó để ốp gỗ. Với xe Carnival thì hai cái vách sau nó có những cái bệ tay mà có cốc ly rồi đó, thì chúng ta cũng là tư vấn cho ốp những cái vân gỗ này được. Đó là những cái chi tiết mà chúng ta có thể tư vấn ốp gỗ. Cái thứ kế tiếp theo là ngay chỗ cái con ngựa. Chỗ cái con ngựa thì nó có những cái bề mặt đó, chúng ta cũng có thể tư vấn về ốp gỗ đối những cái xe mà không có. Còn đối những cái xe mà có nhưng mà nó cũ quá rồi, giờ nó bị chảy xước, hoặc nó mờ, nó cũ rồi đó, thì chúng ta cũng có thể tư vấn để ốp vân gỗ lại cái màu khác ha. Rồi cái tay nắm số thì chúng ta cũng có thể tư vấn, một là bọc da, hai là ốp gỗ, hoặc là cái thắng tay ha. Thì trên những cái chi tiết đó có rất là nhiều cái chi tiết ốp vân gỗ được. Lưu ý là những cái chi tiết nào bằng nhựa thì chúng ta mới tư vấn được là ốp hoặc là nhúng vân gỗ được. Còn những cái chi tiết mà bằng cao su thì không làm được. Cho nên là các bạn cũng khi mà tư vấn, chúng ta phải xem lại cái chi tiết ở trên xe đó, nó phải cứng, nó phải ấy, chứ chúng ta mỏng mỏng mà chúng ta nhúng này nó gãy những cái phim nhúng vân gỗ đó hết các bạn nha. Các bạn lưu ý cái phần đó. Ok, về cái phần chi tiết ốp gỗ thì nó có những cái chi tiết như vậy rồi. Hiếu sẽ qua cái phần khác. Bây giờ kết thúc cái video mà ốp vân gỗ tại đây.